Rồi, xin chào các bạn. Nhìn cái đuôi ở dưới sau máy này là các bạn cũng có thể hình dung được. Rất là quen thuộc luôn các bạn. Đây là HP Workstation Z440. Rồi, hôm nay mình sẽ ráp lên cái máy này các bạn. Để mà chạy Lumion nè, với chạy Premiere. Rồi có vẽ CAD, rồi Photoshop, vân vân. Nhưng mà chủ yếu vẫn là Lumion với lại Premiere các bạn. Thì do sử dụng những phần mềm này nên sẽ cần CPU xung cao. Core luồng ít thôi cũng được nữa các bạn. Tất nhiên core luồng càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên cái mấu chốt vẫn là xung cao trước các bạn. Thì chính vậy sẽ chọn con CPU là E51650V4 với 3.6 GHz, motherboard là 4.0 và nó có 6 core 12 luồng. RAM là DDR4 XC Gator 32 GB các bạn, gồm hai thanh 16. Đó, hai thanh 16 RAM mới đây nè các bạn. RAM của Samsung. Đó. Rồi, cái SSD chạy Windows là cái SSD M2 NVMe 970 Evolved 500 GB các bạn. Đó, gắn qua thông qua cái cạc chuyển này thì cái cạc chuyển này nó vẫn ổn định rất là cao các bạn. Và tốc độ nó cũng không có bị giảm gì hết nha các bạn ha. Đó. Bạn nào không có thích cái cạc chuyển này á thì mình có thể mua thẳng cái NVMe của Blackster luôn các bạn. Đó, lấy to nó vậy nè. Đó thì cái giao diện của nó sẽ là giao diện PCIe luôn. Đó. Rồi, cái ổ cứng để chứa dữ liệu là cái ổ cứng Seagate các bạn ha, Barracuda hành chính hãng 2TB nữa các bạn. Đó, 2TB. Rồi. Rồi, 10 tháng 3 2021, bảo hành 24 tháng các bạn. Rồi, cái card màn hình á thì ban đầu á là khách định sử dụng cái card màn hình hoặc RTX 600 các bạn. Thì T600 này có phù hợp gần như là mọi cái phần mềm đồ họa cơ bản các bạn. Rồi về chơi game á hoặc là xài Lumion hay là Premiere thì nó sẽ gần gần bằng với con GTX 1050 Ti á. Tuy nhiên sau đó thì khách suy nghĩ mà thôi lên chút xíu nữa. Thì cuối cùng á là khách không lấy con này mà khách sẽ chọn cái con là RTX 3050 của AMD các bạn. Thì đây là cái bản 8 GB Ventus 2X, tức là nó sẽ có hai fan này các bạn. Đó. Cái card 3050 mà cái bản một fan đó các bạn thì nó sẽ rẻ hơn. Nó ở cái phân khúc khoảng từng hơn hơn 8 triệu thôi các bạn. Khoảng coi như là gần 9 triệu. Còn cái bản hai fan này thì sẽ hơn 10 triệu các bạn. Rồi về cái ổ cứng thì mình sẽ xé cái bao ra. Đó, rồi sau đó mình sẽ gắn vô cái tray này nè các bạn. À, đây. Không có dùng ốc gì hết đó các bạn. Đó. Rồi sau đó mình sẽ đẩy vô cái tray này. Đó. Như vậy mình sẽ còn gắn thêm được một ổ cứng các bạn. Đây còn thêm một cái tray nữa nè. Rồi mình sẽ kết nối cáp nguồn với cáp SATA vô các bạn. Đó. Rồi cái thẻ NVMe á thì mình sẽ gắn vô cái khe PCIe X8 này nè các bạn. X4, X8 đều được, thậm chí là X16 luôn cũng được các bạn ha. Rồi gắn vô. Rồi sau đó mình sẽ gắn cái cặp hình vô đó, sau đó mình cài Windows là software là mình có thể bàn giao máy cho khách hàng được rồi. Rồi đây là cái cặp hình đó các bạn, cái new bảo hành 3 năm. Cái giá cặp hình lúc này nó cũng thay đổi các bạn, và nó đang theo cái chiều hướng là nó sẽ giảm xuống các bạn Rồi, đây là con RTX 3050 bản 8 GB, sử dụng một đầu nguồn phụ 8 pin nè các bạn. Một cổng HDMI, một cổng HDMI và ba cái cổng display port. Rồi chiếm hai slot PCIe. Và như mình nói đó thì cái card mà hai fan này các bạn thì nó sẽ hơn 10 triệu, còn cái card mà một fan thì nó khoảng gần 9 triệu thôi các bạn. Đó, dù cùng mã cùng dung lượng. Rồi, giờ mình sẽ gắn vào thôi các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta đang có một cái máy trạm workstation HP Z440 nguồn nguồn là 700W các bạn. Rồi, RAM là DDR4 XC Gator 16 GB x 2 GB của Samsung, bus 2004, E51650V4, 3.6, motherboard 4.0, 6 core 12 luôn. NVMe 970 Evolved 500 GB, ổ cứng HDD Seagate 2TB và cái card màn hình là RTX 3050 bản 8 GB MSI Ventus 2X. Tức là hai fan này các bạn.
Rồi, phía trước sẽ có một cái ổ DVD Slim này các bạn. Rồi, cái nút power nè, 4 cổng USB 3.0. Rồi, nguồn 700W nè các bạn. Vẫn có hai cổng B2 truyền thống để gắn phím chuột đời cũ nè các bạn. Hai cổng USB 2.0, 4 cổng USB 3.0, len Gigabit và audio nữa các bạn. Có logo này thì thông thường các bạn sẽ cài Windows 10, nó sẽ tự update các bạn. Windows 10 Pro á. Rồi, Vega cài chuyển HDMI. Rồi, đây là trong Windows của Z440 nè các bạn. Supo E5-1610V4 3.6GHz, 6,12 luôn. Rồi, RAM là 32GB nữa các bạn. V4 thì chạy 2400, nếu bạn thấy 16-16 nè, là đang chạy đôi channel các bạn. Rồi, SSD là 970 Evo Plus 500GB NVMe. Rồi, ổ cứng 2T. Ổ cứng 2T thì mình chưa có phân vùng nữa các bạn. Ổ mới. Chính vậy khi đó các bạn mở máy ra, các bạn sẽ không thấy cái ổ 2T đó hết trơn á. Rồi, đây là ổ DVD. Thì các bạn nhấp phải lên My Computer, các bạn chọn, mấy bạn chọn Manager. Rồi, các bạn chọn Disk Management. Rồi, GBT, ok. Rồi, các bạn sẽ nhấp phải lên đây, các bạn chọn New Single Volume. Nếu các bạn muốn chọn, muốn ổ 2T là một ổ duy nhất thôi, thì các bạn sẽ để vậy, các bạn chọn Next luôn. Còn các bạn muốn chia làm 2 thì các bạn sẽ chia làm 2, ví dụ như là 10.000. Next, mình cho là OD, Next. Đó, mình gọn là Data chẳng hạn. Cái này muốn đặt gì đặt các bạn. Thiếu số 0 rồi. À, 100GB. Thiếu số 0 rồi các bạn. À, delete làm lại. New Next. Rồi. Một đây ba. Rồi, data Next. Lại cái nữa nha các bạn. New. Sáng ngày chỉ có cậu đĩa mà chỉ có không xong nữa. Rồi, tiếp theo một ổ nữa. Rồi, đặt gì cũng được nha các bạn. Rồi, tương đối đều nhau. Rồi, bây giờ mấy bạn mở cái mô tên các bạn sẽ thấy nè. Gần 1T, gần 1T. Rồi, này là ổ 2T chia ra các bạn. 2T nó không có đủ, hoàn toàn là 2000GB đó các bạn. Nó sẽ thấp lại. À, ví dụ như ổ 500GB nữa, nó còn có 465GB nữa các bạn. Rồi, xong rồi, mình đang tải driver, mình cài driver của cạc màn hình nữa. Thì đây là cái máy này nó có dán cái logo phía sau các bạn. Thì như mình nói nó đa số là nó sẽ tự update Windows được. Ví dụ như Windows 10 Pro nè, ActiveWith Digital Edition nữa các bạn. Đó, nó cũng tiện cho mình khi mình muốn cài Windows update này kia nọ các bạn. Và sau này không có bị hỏi là Windows Active nữa. Nha, mà mình dùng giống như Windows bản quyền y chang vậy đó các bạn. Rồi, ok, mình đã cài driver xong rồi. Đây bản CPU Z nè các bạn. Mainboard RAM nè. Đang chạy đuôi channel nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ reset máy lại một cái. Rồi. RAM, SSD, ổ cứng, cạc mạng và cạc hình. Rồi, tiếp theo 50. Rồi, mình turbo uncon nó thử coi nha các bạn. Thu anh coi của 1654 là ở mức 3.78GHz các bạn, chạy trên Z440 Partition. Rồi, mình test thử đọc ghi cơ bản này nha các bạn ha, 353.2 nè. Rồi, bây giờ mình chỉ việc cài một số phần mềm nữa các bạn. Revit nè, Photoshop nè, CAD, Premiere nè, InDesign, SketchUp, Lumion 11 nè các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi clip. Cứ làm suốt ủng hộ của mình nha các bạn. Xin chào, cảm ơn và hẹn lại các bạn trong những clip tiếp theo. Có gì thắc mắc các bạn vui lòng comment bên dưới ha, hoặc là nhắn qua Zalo. Mà thực sự mình cũng hơi bận, mình ít có rep á, các bạn thông cảm, khi nào rảnh là mình sẽ rep liền.